Hi, chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Weird Cartoon. Ở hai video trước, chúng mình đã cùng nhau theo dõi hành trình mới của anh chàng Ben Tennyson cùng với người cộng sự mới của anh chàng là Rook Blonko trong hai mùa phim đầu tiên của Ben 10 Omniverse. Tiếp tục trở lại với chuỗi video tóm tắt loạt phim hoạt hình Ben 10. Trong video tóm tắt ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau theo dõi các nhiệm vụ tiếp theo của Ben trong mùa 3 của Ben 10 Omniverse để xem có những sự kiện nổi bật gì đã diễn ra trong mùa phim này nhé. Được rồi, không để mất thêm thời gian của các cậu nữa, chúng mình hãy cùng bắt đầu ngay và luôn thôi nào. Let's go! Vào một buổi tối nọ, khi đang thực hiện nhiệm vụ truy tìm một sinh vật kỳ bí có tên là Chupacabra, Ben và Rook đã gặp The Secret Saturdays, một gia đình chuyên truy tìm, nghiên cứu và bảo vệ các loài sinh vật kỳ bí. Nhận thấy rằng cả hai bên đều có chung mục đích, đó chính là truy tìm sinh vật có tên là Chupacabra kia, Ben và Rook đã quyết định cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này. Ở trên phi thuyền, Jack Saturday đã dẫn Ben và Rook đi tham quan phi thuyền, trong khi cha mẹ cậu là Doc Saturday và Drew Saturday tìm cách chữa trị cho nạn nhân của Chupacabra mà họ vừa tìm thấy ở trong rừng. Một lúc sau, tất cả nhận được cảnh báo về một vụ tấn công của Chupacabra tại cửa hàng Mr. Barman và lập tức tới đó. Bằng Terra Spin, Ben đã tạm thời đùa được đám Chupacabra. Vợ chồng Rock và Drew ngay sau đó đã đưa những người bị tấn công trở về phi thuyền của họ, trong khi Jack, Ben và Rook tiếp tục đuổi theo đám Chupacabra. Cùng lúc đó, ở một căn cứ bên dưới lòng đất, các Chupacabra đã tập hợp dưới sự chỉ huy của Dr. Animo và hắn ta đã thành công hồi sinh Vincent Vladislav Argos, gã người tuyết vốn là kẻ thù lâu năm của gia đình Saturday. Khi nhóm của Ben đang điều tra bên dưới thành phố ngầm, Argos đã tấn công nơi này và khiêu khích họ. Ben đã biến thành Kicking Hawk để chiến đấu với Argos cùng với sự trợ giúp của Rook và Jack. Tuy nhiên, Dr. Animo đã đem đám Chupacabra tới để phá rối và giải cứu Argos. Sau khi chữa trị cho Argos, Dr. Animo đã giao cho hắn một đội quân được tạo ra từ các sinh vật kỳ bí mà hắn có thể điều khiển thông qua suy nghĩ. Khi nhóm của Ben tìm tới được phòng thí nghiệm của Dr. Animo, hắn ta đã rời đi cùng Argos và đám Cryptis, chỉ còn lại Munya, gã trợ lý của Argos ở lại để phục kích Ben và đồng đội của cậu. Fitzcurtain Saturday, người anh trai nuôi của Jack đã đánh bại được Munya. Tuy nhiên ngay sau đó, cả nhóm lại nhận được thông tin đội quân của Argos đã tấn công phi thuyền nhà Saturday. May mắn thay, vợ chồng Doc và Drew đã kịp thời xử lý mọi thứ và trốn thoát khỏi phi thuyền trước khi nó bị tấn công. Trong lúc chiến đấu với đội quân của Argos, Jack đã bị hắn ta bắt đi. Ben nhanh chóng biến thành Shock Squad, đuổi theo để giải cứu bạn mình và hạ gục đám quái vật đang bao vây vợ chồng Saturday. Thế nhưng ngay sau đó, Argos quay lại tấn công họ và Dr. Animo nhân lúc mọi người không chú ý đã ra lệnh cho lũ Chupacabra tấn công Vinckar Stone. Cùng lúc này, Argos đã có thế chủ động giao chiến với Jack, nhưng Ben đã biến thành Block để hỗ trợ. Nhận thấy bản thân đang ở thế yếu, Argos đã trách móc Dr. Animo khiến cho cả hai chia rẽ và dừng hợp tác. Nhân cơ hội này, chú rồng Komodo nhà Saturday đã đánh lén và phá hủy thiết bị điều khiển mà Dr. Animo đang sử dụng để kiểm soát đám Chupacabra, khiến hắn ta đành phải bỏ chạy khỏi hiện trường. Về phía Argos, do quá tự mãn hắn đã bị Ben tấn công bằng feedback, mất đi toàn bộ sức mạnh và gục ngã. Argos sau đó đã bị các Plumber áp giải đi, còn Ben và Rook thì chào tạm biệt gia đình Saturday để họ lên đường cho những nhiệm vụ tiếp theo. Mấy ngày sau, Ben và Rook phải đối đầu với một nữ phản diện có tên là Nyancy Chan. Sau khi thoát khỏi dây trói của ả, Ben và Rook đã chia nhau ra để hành động. Trong khi Ben đang xử lý đám hổ mà Nyancy Chan thả ra bằng cách biến thành up truck, Rook đuổi theo để bắt giữ Nyancy. Mặc dù Nyancy đã thôi miên được Rook để anh chàng không bắt cô ta, tuy nhiên cô ta lại tham lam và cố điều khiển Rook tấn công Ben. Hậu quả là khả năng thôi miên của cô ta không đủ để kiểm soát Rook và cô ta đã bị bắt lại. Sau khi các Plumber áp giải Nyancy đi, up truck đã ngay lập tức gặp vấn đề về bụng do vừa nãy đã nuốt những con hổ. Để tìm hiểu nguyên nhân, Ben và Rook đã lên đường tìm tới Peptox 11, quê nhà của loài Gormans. Trên đường đến Peptox 11, Proto-TRUK đã gặp phải một số lượng đáng kể các thiên thạch với kích thước lớn và sau đó họ đã bị tấn công bởi các phi thuyền của Incursions. Ben đã biến thành Big Chill để phản công lại các Incursions, rồi sau đó lại kịp thời trở lại Proto-TRUK để cùng Rook hạ cánh xuống hành tinh Peptox 11. Sau khi hạ cánh, cả hai lên đường đi tìm các Corman và phát hiện ra chúng đang chiến đấu kịch liệt để chống lại các Incursions đang xâm lược hành tinh Peptox 11. Nhìn thấy một Corman tội nghiệp đang bị bao vây, Ben biến thành Eco để cứu cậu ta. Tuy nhiên Ben lại đưa cậu ta về nhầm tộc. Ben và Rook sau đó được đưa tới chỗ các Gormans đang tụ họp và biết được nữ hoàng Voratia Rumberton của các Gormans đã bị Incursions bắt cóc. Khi cố gắng hòa giải tranh cãi giữa chỉ huy của bên Merc là Cass Iron và chỉ huy của Perk là Cookmaster, Ben đã gia nhập phe Merc và Rook đã gia nhập phe Perk để vừa giải cứu nữ hoàng Rumberton vừa đánh đuổi quân Incursions xâm lược. Cùng lúc đó trên phi thuyền của Incursions, công chúa Attea đang đe dọa nữ hoàng Rumberton, yêu cầu bà giao lại hành tinh Peptox 11 cho cô ta. Ở bên ngoài, Proto-TRUK đã đưa đội quân Merc Gamons đột nhập vào phi thuyền của Incursions. Theo sự dẫn dắt của Ben, họ đã tìm thấy nữ hoàng Rumberton và giải thoát bà ấy khỏi lồng giam. Tuy nhiên, Attea cùng binh lính của cô ta đã tới nơi để ngăn cản họ. Ben biến thành Spider Monkey để cõng nữ hoàng rời đi với sự bảo vệ của đội quân Merc. Attea đã kịch liệt đuổi theo họ và tấn công Spider Monkey cùng nữ hoàng, đẩy họ vào thế bị động. Cùng lúc đó trên hành tinh Peptox 11, Rook cùng chỉ huy Cookmaster đang dẫn đầu đội quân Perk Gorman chiến đấu với đội quân Incursions đang đóng quân trên hành tinh Peptox 11. Trở lại phi thuyền, khi Attea đang giữ nữ hoàng làm con tim để uy hiếp Ben cùng quân đội Merc, nữ hoàng Romatum đã phản công bằng cách ngoạm lấy đầu của cô ta, khiến cô ta vô tình đẩy bà về phía đội quân Merc trong lúc giằng co. Nhân cơ hội đó, Ben biến thành Kicking Hawk để tiếp tục chiến đấu với Attea. Không chần chừ, nữ hoàng Romatum lệnh cho các Merc Gormans tiến lên, mang theo Ben và tháo chạy. Sau đó họ đã thoát khỏi phi thuyền của Incursion và được đón bởi chiếc Proto-TRUK để trở về Peptox 11. Nhưng Attea cũng đã bám theo họ. Cùng lúc đó phía bên của Rook lại đang gặp rắc rối trước cỗ xe tăng tiến công của Incursions. Khi Kicking Hawk sắp sửa hạ cánh, Attea đã vào được bên trong Proto-TRUK và đá nữ hoàng rơi xuống. Rook ngay lập tức chạy tới để cứu nữ hoàng và đưa bà về với vòng tay của thần dân của bà. Ở chỗ Ben, anh chàng đã biến thành Water Hazard để đối phó với Attea ngạo mạn, đẩy cô ta rơi khỏi Proto-TRUK trong khi Rook phá hủy xe tăng tiến công của đội quân Incursions. Với sự trở lại của nữ hoàng Romatum, tất cả các Gormans đã cùng nhau hợp lực đánh chén hành tinh Peptox 11, phá hủy chỗ đóng quân của quân đội Incursions, buộc chúng phải rút lui khỏi hành tinh này. Còn Ben, anh chàng biến thành Abstract và tham gia cùng các Gormans ăn sạch hành tinh Peptox 11. Cuối cùng, Ben và Rook lên đường trở về, trong khi các Gormans lên đường di cư tới nơi ở mới. Tuy nhiên, dã tâm của các Incursions chưa hề dừng lại và chúng đã lên kế hoạch cho mục tiêu tiếp theo, trái đất. Vài ngày sau, dưới thành phố ngầm, hai ông cháu nhà Tennyson đang đuổi theo gã tội phạm Liam để lấy lại những quả trứng Vasasoren mà hắn đã lấy cắp. Bằng sức mạnh của feedback, Ben đã dễ dàng đánh bại Liam. Tuy nhiên như mọi khi, Ben lại chìm đắm trong việc thể hiện bản thân là một siêu anh hùng trước ống kính của người hâm mộ. Điều này đã khiến ông Max buộc phải nhắc nhở Ben một lần nữa về nhiệm vụ của cậu với tư cách là người sở hữu Omnitrix. Dĩ nhiên, Ben cũng chẳng để lọt tai những lời nhắc nhở của ông mà bỏ đi tìm Bluekick và Griba để rủ họ đi uống Mr. Smoothie. Cả ba đã cùng nhau đi tìm quán Mr. Smoothie số 23, một địa chỉ đặc biệt nằm ngoài hệ thống thông tin của Mr. Smoothie và xuất hiện một cách bất thường. Khi họ tìm thấy quán sinh tố số 23 này, cả ba đã bị dịch chuyển tới một chiều không gian khác và phát hiện giáo sư Hawkstar chính là người đứng sau vụ việc này. Ben, Bluekick và Reba đã bị đưa tới chiều không gian 23, nơi mà Ben 23 đang sở hữu độ nổi tiếng vô cùng lớn với tư cách là một siêu anh hùng. Ben 23 đã biến thành Free Lizard để chiến đấu với T-Truck và đánh bại hắn ta. Sau khi đẹp Bluekick và Griba ở lại với Hawkstar để sửa chữa thiết bị dịch chuyển không gian, Ben trà trộn vào đám đông hâm mộ đang vây quanh Ben 23. Ngay sau đó, T-Truck đã tấn công một lần nữa và Ben đã biến XLR8 với ý định ngăn chặn hắn. Tuy nhiên, T-Truck đã dịch chuyển đi mất và Ben đã được Ben 23 chú ý tới. Ben và Ben 23 sau đó đã tới quán Mr. Giro, phiên bản khác của Mr. Smoothie ở chiều không gian 23 để làm quen và nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó ở chỗ Bluekick và Griba, một vị khách đã đi vào cửa hàng trong khi họ đang sửa cỗ máy của Hawkstar. Điều này khiến cho họ cảm thấy khó xử vì con người ở chiều không gian 23 không có thiện cảm với người ngoài hành tinh. Lúc này, Ben 23 dẫn Ben đến trụ sở của cậu ta và cho Ben nhìn thấy người ngoài hành tinh số 24 bí ẩn của cậu ta, Blockman aka Feedback của chiều không gian này. Đột nhiên, một vụ cướp ngân hàng xảy ra ngay gần đó. Tuy nhiên, Ben 23 lại không có hành động gì để ngăn chúng bỏ trốn. Nhìn thấy điều này, Ben đã biến thành Shock Squad và đuổi theo để bắt lũ cướp. Tuy nhiên, sau khi cả hai đang đi dạo trong phố, họ đã bị tấn công bởi 7-7. Ben 23 đã biến thành Rowaway để chiến đấu với hắn nhưng bị yếu thế. Ben đã nhanh chóng biến thành XLR8 để giúp đỡ cậu ta. Bằng kinh nghiệm của mình, XLR8 của Ben nhanh chóng đánh bại được 7-7. Ngay sau đó, Ben cũng đã gỡ được quả bom hẹn giờ trên tay của Ben 23 và cứu cậu ta thêm một mạng. Chưa kịp nghỉ ngơi thì 7-7 đã quay trở lại cùng T-Track và Intellectuary. Ben và Ben 23 đã biến thành Hiplast và Electric Yeti để chiến đấu với chúng. Sau khi đánh bại T-Truck và 7-7, Ben chạy tới chỗ Ben 23 và phát hiện cậu ta chuẩn bị sát hại Azmuth. Sau khi được Ben cứu, Azmuth đã lấy lại chiếc Omnitrix của Ben 23. Cậu ta sau đó cũng bị giáo huấn bởi cả Azmuth lẫn Ben và nhận ra được những sai lầm của mình. Azmuth sau đó đã trả lại chiếc Omnitrix của Ben 23 với mục đích xem cậu ta sử dụng nó như thế nào. Ben và Ben 23 sau đó đã đem theo Azmuth tới chỗ Mr. Smoothie để giải vây cho nhóm Bluekick. Griba và Hawkstar vẫn đang cặm cụi sửa chữa máy dịch chuyển bên trong. Dưới sự hỗ trợ của Azmuth, nhóm của Ben đã có thể trở về chiều không gian của mình. Ben ngay sau đó đã chạy tới chỗ ông Max, bởi sau khi gặp Ben 23, cậu đã nhận ra việc được ông Max dạy dỗ đáng trân trọng tới nhường nào. Trong nhiệm vụ tiếp theo, Ben và Rook đã cùng các Plumber áp giải Vinckar tới nhà tù Incarceron. Cùng lúc đó, phi thuyền của công chúa Attea cũng đang tiếp cận nhà tù Incarceron với mục đích tiêu diệt Vinckar để đội quân Incursion có thể dễ dàng đô hộ hành tinh Vincarcia. Chúng lập tức nổ pháo đài tấn công phi thuyền Plumber mà Ben, Rook và cả Vinckar đang ở trên đó. Bị tấn công bất ngờ, phi thuyền gặp rung chấn dữ dội nhưng may mắn đã hạ cánh an toàn xuống địa phận thuộc nhà tù Incarceron. Ben, Rook cùng các Plumber đã đưa Vinckar ra khỏi lồng giam để có thể áp giải hắn vào trong nhà tù. Tuy nhiên, ngay khi vừa rời khỏi phi thuyền, Vinckar đã làm loạn, buộc Ben phải tấn công để áp giải hắn. Ngay sau đó, Attea cùng SixSix, 7-7 và SS xuất hiện và tấn công họ. Để giúp cho Rook có thời gian tìm đường rút lui cho họ, Ben đã gây sự chú ý với Attea để phân tán sự chú ý của cô ta. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến cho cô ả trở nên tức giận và ra lệnh xả súng điên cuồng hơn. Để đối phó với kẻ thù, Ben đã biến thành Cannabon và thành công hạ gục Attea cùng nhóm binh lính đánh thuê của cô ta. Khi tất cả tỉnh lại, Attea đã lập tức ra lệnh cho SixSix và 7-7 đuổi theo các Plumber, trong khi cô ta và SS đi tìm Ben và Vinckar. Cùng lúc này, Ben áp giải Vinckar tới phòng giam dành cho hắn ta, trong khi Rook và các Plumber đang tìm cách liên lạc với bên ngoài để gọi hỗ trợ. 7-7 đã nhanh chóng đuổi kịp và tấn công nhóm của Rook. Khi nhóm của Rook tiếp cận được thang máy, SixSix đã chờ sẵn bên trong và phối hợp với 7-7 đánh bại họ. Bên phía Ben, Attea và SS đã đến được chỗ họ. Trong một phút lơ là, Ben đã tháo còng tay cho Vinckar để hắn bỏ trốn. Thay vì đuổi theo Vinckar, Attea đã quyết định sẽ xử lý Ben trước. Ben biến thành Attea để đáp trả cô ta và đuổi theo Vinckar. Rất nhanh chóng, Ben đã bắt được Vinckar và còng tay hắn lại như ban đầu. Khi cả hai tiếp tục tìm đường, Attea, SixSix, 7-7 và SS đã mai phục và tấn công họ. May mắn thay, Rook cùng các Plumber đã xuất hiện để hỗ trợ. Để chiến đấu, Ben đã biến thành Craft Attack và sử dụng sức mạnh trọng lực của Alien này để áp đảo hoàn toàn nhóm của Attea. Attea cùng ba người lính đánh thuê của cô ta đã bị đánh bại, nhưng Vinckar cũng nhân cơ hội này phá được còng tay và đánh lén Ben. Khi Ben tỉnh lại, ông Max đã tới nơi, tuy nhiên Vinckar đã trốn thoát thành công, Attea cùng đồng đội của cô ta cũng đã bỏ chạy. Vào một thời điểm nọ trong dòng thời gian, Ben 11 tuổi đang chiến đấu với Eon ở quá khứ và Ben 16 tuổi cũng đang làm điều tương tự ở hiện tại. Nhân lúc cả hai Ben đều đang hết thời gian biến hình, hai tên Eon đã cùng lúc sử dụng phép thuật lên Omnitrick của họ, trao đổi linh hồn của Ben 11 tuổi và Ben 16 tuổi. Dù chưa nắm được tình hình hiện tại của bản thân, nhưng Ben 16 tuổi trong thân xác của Ben 11 tuổi vẫn quyết định sử dụng chiếc Omnitrick cũ và biến thành Ditto tấn công Eon. Ngay sau khi Ditto đuổi được Eon, Gwen và ông Max tới nơi, và lúc này Ben 16 tuổi mới nhận ra mình đang ở trong cơ thể của 5 năm về trước. Cùng lúc đó, ở thời điểm 5 năm sau, Ben 11 tuổi đang vô cùng vui vẻ với cơ thể của Ben 16 tuổi. Eon của thời điểm đó cũng đã tiết lộ mục đích của hắn ta chính là giáo sư Paradox và đã dịch chuyển trở về giai đoạn 5 năm trước để tìm Ben 16 tuổi kia. Lúc này, giáo sư Paradox cũng tìm tới chỗ Ben 16 tuổi, cảnh báo cậu về âm mưu thống trị mọi dòng thời gian và mọi chiều không gian của Eon. Eon ngay sau đó đã xuất hiện để cướp lấy Chrono Navigator, công nghệ du hành thời gian và không gian của giáo sư Paradox. Eon ngay sau đó đã bắt giáo sư Paradox đi mà không hề nhận ra rằng ông ấy đã bí mật để lại Chrono Navigator cho Ben 16 tuổi thông qua chiếc tay máy bị che mất kia. Ở phía Ben 11 tuổi, cậu ta đang vô cùng thích thú với cơ thể mới và quậy phá ở trụ sở Plumber khiến cả Bluekick, Griba, Rook và ông Max không biết xử lý ra sao. May mắn thay, Gwen đã tới nơi để giúp đỡ họ. Gwen sau đó đã giải thích rằng việc cô ấy tới chính là vì làm theo yêu cầu của Ben 5 năm trước. Cùng lúc đó, Eon đang giam giữ giáo sư Paradox ở điểm kết của dòng thời gian và tiếp tục tra khảo ông. Còn Ben 16 tuổi trong lúc giải mã lời gợi ý của Paradox ở dòng thời gian 5 năm trước đã đề nghị Gwen 11 tuổi 5 năm sau sẽ dẫn mình tới chỗ Mr. Smoothie. Thực hiện đúng lời hứa năm đó với Ben, Gwen đã dẫn Ben 11 tuổi trong thân xác Ben 16 tuổi cùng lúc tới quán Mr. Smoothie để tìm hiểu mục đích của Ben 16 tuổi là gì. Lần theo các manh mối của Ben 16 tuổi để lại 5 năm trước, cả ba đã tìm thấy được cánh tay của giáo sư Paradox. Xui thay, Eon đã tới và cướp nó từ tay của Ben. Ben 11 tuổi biến thành Artiguana để chiến đấu với Eon, kẻ đang sử dụng sức mạnh của Chrono Navigator. Một cách bất ngờ, những cánh cổng thời gian mà Eon mở ra sau đó đã lập tức hợp lại và mở ra cánh cổng liên kết tới 5 năm trước. Và cả điểm kết của dòng thời gian nơi giáo sư Paradox vẫn đang bị giữ lại. Nhận thấy mọi thứ diễn ra không theo ý muốn, Eon đã nổi điên và định dùng Chrono Navigator để hủy diệt tất cả mọi thứ. Trong lúc Ben tìm cách câu giò với Eon, Gwen 16 tuổi đã đề nghị Gwen 11 tuổi cùng giải cứu giáo sư Paradox bằng phép thuật của họ. Dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Paradox, cả hai Ben đã cùng biến hình thành Clockwork và đánh bại Eon. Mọi thứ sau đó trở về bình thường dưới sự sắp xếp của giáo sư Paradox. Tuy nhiên ngay sau đó, Ben 10.000 lại tìm đến Ben để tìm giáo sư Paradox vì một cuộc chiến thời gian đang diễn ra. Một buổi sáng nọ, một kẻ phản diện có tên là Thunderpick đã tìm tới nhà của Ben và tấn công Ben với lý do cậu ta đã ăn mất cha của hắn. Ben đã biến thành Eco để chiến đấu với hắn ta, nhưng trận đấu của họ đã vô tình phá hủy chiếc ô tô của Gormans gần đó. Ông Gorman sau đó đã rất tức giận và yêu cầu Ben phải đền bù bằng cách đi giao hàng cho ông ta và cậu tuyệt đối không được sử dụng Omnitrick để làm việc đó. Khi đến giao hàng cho một quán đồ uống bên dưới thành phố ngầm, một tên tội phạm thuộc bang Fitstrick có tên là Kovo đã lấy nhầm kiện hàng của Ben và rời đi mà cậu không hề hay biết. Kovo sau đó đã mang kiện hàng lấy nhầm đó tới buổi đấu giá của Siphon. Khi phát hiện Rollstar, món đồ đáng nhẽ phải được mang đến buổi đấu giá đang nằm trong tay Ben. Nhưng tên tội phạm có mặt ở buổi đấu giá đã bắt đầu săn lùng Ben để cướp lấy Rollstar. Lúc này, Ben vẫn hoàn toàn không biết gì và chỉ tập trung đi giao hàng cho Mr. Borman. Nhân lúc Ben không để ý, Dromojo, Fitstrick và Trumi Pulo đã phối hợp cướp lấy xe hàng của cậu, buộc Ben phải biến thành Amodrillo để đuổi theo giành lại xe hàng. Ben sau khi đánh bại chúng lại tiếp tục đi giao hàng mà không khỏi thắc mắc vì sao các tên tội phạm lại nhắm vào đống hàng của Mr. Borman. Trên đường, cậu lại tiếp tục bị tấn công bởi Cipic và các Graho. Ben nhanh chóng biến thành Amphibian để đánh trả và lấy lại kiện hàng bị cướp đi. Lúc này, Ben mới phát hiện ra bên trong kiện hàng kia không phải cá vàng như cậu vẫn nghĩ mà là một món đồ khác. Siphon sau đó đã xuất hiện cùng với những tên tội phạm khác bao vây lấy Ben để chiếm đoạt Raw Star đang nằm trên tay cậu. Ben đã biến thành Human Gorsaw để chiến đấu với chúng. Nhưng nhân lúc cậu không chú ý, Siphon đã lấy được Raw Star và sử dụng sức mạnh của nó để chiến đấu và đánh bại Human Gorsaw của Ben. Ben lại tiếp tục biến hình, trở thành Topic và dọa Siphon khiếp vía, khiến hắn ta đập mặt vào một chiếc tủ lạnh và ngất xỉu. Ben sau đó đã lấy lại Raw Star và kịp thời hoàn thành nhiệm vụ giao hàng cho Mr. Borman. Tuy nhiên, ông ấy cũng chẳng kịp vui khi chiếc xe tải bên ngoài vũ trụ của ông ta đã lao thẳng xuống và phá hủy toàn bộ ngôi nhà của ông ta. Ở phía bên ngoài không gian, phi thuyền của một nhóm các Plumber do Magister Arnold chỉ huy đã gặp sự cố và rơi xuống Terminal 3, hành tinh của các Incursions. Sau khi thoát khỏi phi thuyền, Magister Arnold đã nhanh chóng gọi điện cứu viện bởi hành tinh của Incursion vô cùng nguy hiểm. Ở trụ sở Plumber, mọi người đã nhận được lời cầu cứu và Ben cùng với Rook sẽ lên đường giải cứu đội của Magister Arnold. Cả hai đã theo lời ông Max tới gặp Rad Dusman, người sẽ chở họ tới Terminal 3. Tất cả sau đó đã lên phi thuyền của Rad và bắt đầu chuyến đi. Khi đang bay, phi thuyền đột nhiên phát tín hiệu cảnh báo người lạ trên tàu nên Ben, Rad và Rook đã chia nhau đi kiểm tra. Bọn họ sau đó phát hiện kẻ đột nhập chính là Park, một người ngoài hành tinh thuộc loài Florona mà Ben đã gặp trước đây. Tuy nhiên, một sự cố khác lại xảy ra. Park đã thả con quái vật Cracklin mà họ mang theo và nó đã phá hủy nguồn năng lượng của phi thuyền Lovely Duck. Sau khi bị tấn công của con quái vật, Ben biến thành Ikai để đi bắt lại con Cracklin. Dù cho cả Ben và Rad cùng đuổi theo, con quái vật vẫn quá rắc rối để bắt lại. May mắn thay, con quái vật đã chịu ở yên khi có được thức ăn từ Park. Tưởng như mọi thứ đã êm xuôi phần nào thì phi thuyền của họ đã bị đội quân Incursion phát hiện và bao vây. Ben đã biến thành Grey Matter và lên kế hoạch sửa chữa Lovely Duck với Rook hỗ trợ bên ngoài, còn Rad và Park thì câu giò cho cậu. Ngay sau khi Rad đuổi được đám lính Incursion ra khỏi phi thuyền và nhân lúc con quái vật Blacklin đang là phân tán sự chú ý của đội quân Incursion, Grey Matter đã sửa xong phi thuyền và khởi động nó, đưa cả nhóm trốn thoát thành công. Một lúc sau, Ralph đã liên lạc với họ để họ đưa Blacklin rời khỏi phi thuyền của hắn. Nhiệm vụ giải cứu của Ben và Rook sau đó cũng hoàn thành một cách mỹ mãn. Một thời gian sau, quân đội Incursion đã ồ ạt tiến vào xâm lược hành tinh Gravona, quê nhà của Rook. Ở trái đất, Ben và Rook đang đuổi theo một phi thuyền đang bay mất kiểm soát và Ben đã biến thành Terraspin để bám theo nó. Khi phi thuyền tiếp đất, cả hai phát hiện ra người điều khiển nó chính là Rook Ben, em trai của Rook. Cậu bé đã báo cho họ biết về việc hành tinh Gravona đã bị xâm lược. Quân đội Incursion đã đóng quân ở đây dưới sự chỉ huy của công chúa Attea và sự hỗ trợ của Dr. Psychobot. Bên ngoài không gian, Ben, Rook và Rook Ben, aka Changwon đã lên đường tới Gravona. Tuy nhiên khi họ đến nơi, họ lại chẳng thấy có gì bất thường xảy ra cả. Ben, Rook và Changwon đã đến chỗ gia đình của Rook nhưng họ vẫn an toàn. Chỉ đến khi ngồi vào bàn ăn, cả ba mới nhận ra gia đình của Rook đang hành xử một cách kỳ lạ. Đêm hôm đó, khi Ben, Rook và Rookwan đang đi dạo, họ đã bị các Revenants bao vây và truy đuổi. Nhờ Bowville, Ben đã cắt đuôi được đám đông phẫn nộ kia. Sau đó khi đang chạy trốn trong một hang động, cả ba đã gặp được Rookstar và Watson, những người đã trốn thoát thành công. Theo lời Rookstar, các Revenants đã thất bại trước cuộc xâm lược của Incursion và có vẻ như họ đang bị điều khiển tâm trí. Tất cả sau đó đã cùng nhau đi tới chỗ đóng quân của Incursions, nơi chúng đang khai thác Amber Ultra nhằm thực hiện âm mưu kiểm soát tâm trí của mọi người trong vũ trụ. Khi đột nhập vào hệ thống ống dẫn của chúng, Sha và Watson đã bị khí Amber Ultra tẩy não và tấn công lại nhóm của Ben. Sau khi giữ chân họ lại, Ben và Rook tiến vào khu vực thí nghiệm của Psychobots. Ở đó, Attea và Psychobots đã chờ sẵn và tấn công họ. Sau một hồi chiến đấu, Ben đã thành công phá hủy cỗ máy mà Attea và Psychobots đang sử dụng để kiểm soát người dân hành tinh Gravona. Mọi người đã thoát khỏi sự kiểm soát, tuy nhiên Attea đã kịp lấy mẫu hóa chất từ Amber Ultra và trốn thoát. Sau khi trở về từ hành tinh Gravona, mấy ngày sau ở trái đất, Ben và Rook đã chứng kiến những người ngoài hành tinh sống ở thành phố ngầm đồng loạt bỏ chạy khỏi trái đất vì sợ hãi cuộc tấn công sắp tới của các Incursions. Một lượng lớn người ngoài hành tinh rời khỏi thành phố ngầm đã khiến cho nơi này bị lộ và con người đã phát hiện ra người ngoài hành tinh đang sống cùng với họ trên trái đất. Trụ sở Plumber lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đại chiến sắp tới với quân đội Incursions. Theo lời ông Max, Ben đã xuất hiện trước công chúng để giúp mọi người bình tĩnh nhưng không mấy hiệu quả. Ben thậm chí còn mất kiểm soát Omnitrix và biến hình liên tục trước mặt mọi người, khiến cho họ càng thêm sợ hãi. Cùng lúc này, tấm khiên bảo vệ trái đất đã bị phá vỡ. Quân đội Incursions dưới sự dẫn đầu của Attea nhanh chóng tràn vào và oanh tạc khắp nơi. Ben đã cố gắng đánh hạ các phi thuyền nhưng không thể do cậu đang không kiểm soát được Omnitrix. May mắn thay, Rook đã kịp thời tới để cứu Ben. Rất nhanh chóng, quân đội Incursion đã hoàn toàn chiếm được trái đất. Các Plumber dưới sự chỉ huy của ông Max đã nhanh chóng ra trận. Trong lúc các Plumber chiến đấu bên ngoài, một đội quân do công chúa Attea dẫn đầu đã đột nhập vào trụ sở Plumber đi truy lùng Ben. Tuy nhiên, Ben đã lén trốn lên Proto-TRUK để ra trận cùng Rook. Cả hai đã cùng nhau chiến đấu trên phi thuyền của Millers, kẻ đứng đầu cuộc xâm lăng, và bắt giữ được hắn ta. Mặc dù đã bắt giữ được Millers làm con tim, nhưng Attea không hề run sợ. Cô ta cùng Psychobots đã sử dụng chỗ dung dịch Amber Ultra lấy được từ Revona để tẩy não và ra lệnh cho các Tokusta tấn công trái đất. Trận chiến đã kết thúc với sự thất bại của phe Plumber. Ben đã bị ép buộc phải rời khỏi trái đất. Trái đất lúc này đã hoàn toàn nằm dưới ách đô hộ của Incursions. Kevin, Rook, Gwen, Bluekick và Agric là những người may mắn trốn thoát sau khi các Plumber bị bắt giữ. Họ đang phải lẩn trốn sự truy lùng của binh lính Incursions. Họ đã phải chạy trốn không ngừng nghỉ cho tới khi nhận được sự giúp đỡ của một ông lão và tới được căn cứ bí mật ở cửa hàng của Mr. Borman. Bên trong căn cứ, họ đã bàn bạc và lên kế hoạch bắt giữ Dr. Psychoboss, kẻ đang điều khiển tâm trí của các Tokusta, được gọi với cái tên Waybass. Tuy nhiên trong quá trình hành động, Agric đã khiến cho tất cả bị lộ và đội quân Attea đã tìm thấy họ. May mắn thay, Bullfrog, một người ngoài hành tinh sở hữu DNA của Incursion đã giúp họ chạy thoát. Một kế hoạch đã được đặt ra để tiếp cận Psychoboss. Bullfrog đã giả vờ bắt giữ nhóm của Gwen và áp giải họ tới căn cứ Plumber để qua mắt lính canh. Cả nhóm nhanh chóng tìm tới phòng điều khiển để giải thoát cho các Plumber đang bị giam giữ ở đây. Khi họ thấy ông Max, danh tính của Bullfrog đã được tiết lộ, hóa ra anh ta chính là Ben. Tuy nhiên, Attea đã chen ngang cuộc hội ngộ của họ. Ben trong hình dạng Bullfrog đã tận dụng ngoại hình điển trai để tán tỉnh Attea, khiến cô ta sao nhãng và hạ gục cô ta. Ben sau đó đã kể lại cho ông nội, Gwen và Kevin nghe về những gì xảy ra khi cậu ở bên ngoài không gian. Sau đó họ nhận được thông báo của Rook và Ben đã biến thành XLR8 để ngăn cản Wayback do Dr. Psychoboss gọi tới trong khi Rook tiếp cận hắn ta. Ngay sau khi hạ gục được Wayback thì Omnitrix cũng đã hết thời gian biến hình và Ben trở về hình dáng bình thường. Một người lính cứu hỏa đã đỡ lấy Ben và nói với cậu rằng con người và alien sẵn sàng hợp tác để chống lại đám Incursions. Nhìn thấy Wayback đã tỉnh lại, Ben lập tức biến hình thành Wayback để chiến đấu. Trong lúc Ben chiến đấu bên ngoài, Rook đã tiếp cận được Dr. Psychoboss và đánh bại hắn ta. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không dừng lại ở đó bởi bản tính khát máu của các Tokusta này sẽ không dừng lại cho tới khi chúng hủy diệt mọi thứ. Một kế hoạch cần được đặt ra để ngăn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Lúc này, Agric vừa chạy thoát khỏi trụ sở Plumber, vô tình một Wayback nữ đã dọa hắn ta sợ, khiến cho hắn ta phóng ra những chiếc gai và hạ gục cô ta. Rook cùng Bluekick, Griba và Magister Bertariday cũng đã xuất hiện để giải vây cho Ben bằng cách sử dụng Nuvoid Projector. Không còn gì cản trở, Ben sử dụng sức mạnh của Wayback để đọ sức với pháo công kích của Milus và thành công đánh bại hắn ta. Attea lúc này mới tiết lộ bản thân chính là người đã cố tình giúp Ben để cậu có thể trở lại và hạ bệ Milus thay cho cô ta. Cuối cùng ông Max và Attea đã thỏa thuận với nhau trả lại sự yên bình cho trái đất. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong mùa 3 của Ben 10 Omniverse. Mùa phim với chủ đề Incursion Invasion đã kết thúc với việc Milus bị hạ bệ và Attea đã rút quân để trả lại tự do cho trái đất. Các cậu có suy nghĩ gì về mùa phim này? Hãy để lại cảm nhận của các cậu xuống bên dưới để mọi người cùng biết nhé! Các cậu có thể xem lại các video tóm tắt trước của Way to Weird Cartoon về series Ben 10 thông qua các đường dẫn sau đây. Hy vọng các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay và sẽ tiếp tục ủng hộ cho các sản phẩm tiếp theo của Way to Weird Cartoon. Còn bây giờ thì Way to Weird out!